Đây là chuyện bình lề với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Nè, nói nghe nè. Bây giờ mình tiếp tục những câu chuyện của Trần Ngọc Minh Phúc nha. Đây là câu chuyện thứ 16. Trần Ngọc Minh Phúc viết như thế này. Đây là câu chuyện của gia đình con gặp phải mới đây thôi. Và con tạm đặt nó có tên là hồn ma trong bệnh viện quân đội và con xin dùng danh xưng là tôi để tiện kể hơn. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi. Thú thật, tôi là một family boy chính hiệu. Cái gì cũng gia đình. Do từ nhỏ tôi được sống chung với anh chị ba mẹ trong một ngôi nhà nho nhỏ không được khá giả cho mấy. Nơi đây chỉ có tình thương mà từng thành viên trong gia đình dành cho nhau đôi lúc cũng có cãi giả rồi lại thôi mỗi người cũng chỉ vì nghĩ cho nhau và do một phần nữa tôi là út mót trong gia đình nên được dạy dỗ chăm sóc rất kỹ tôi được thưởng cho một khuôn mặt phúc hậu từ cô giáo viên dạy địa tức là mẹ tôi và tôi thừa hưởng được cái gia trưởng đúng chừng mực từ anh nhạc sĩ nhạc công đẹp trai chính là ba tôi Tháng 10 của năm 2022 là cột mốc in hằng sâu vào trong tâm trí của từng thành viên trong gia đình tôi. Chuyện là ba tôi mới vừa bước chân ra khỏi cửa tử thần. Về một căn bệnh mà nó đã đeo đuổi ba tôi trong suốt một khoảng thời gian dài. Tôi nghe bác sĩ bảo là ba tôi bị viêm đại tràng xích ba gì đó. Ba tôi được anh ba đưa vào bệnh viện quân đội 175 và bệnh viện này nằm gần với công viên gia đình quận Tân Bình. Sau khi được đưa vào mới đầu thì bà được bác sĩ chẩn đoán là bị hai khối u, trong đó cái một có một cái là ác tính. Nên mới yêu cầu người nhà chúng tôi làm giấy tờ và đem ba vào mổ liền vì cơn đau của bà tôi lúc này khá là dữ dội. Chiều hôm đó tôi được mẹ gọi vào ngồi cùng với mẹ ở trước phòng mổ của ba. Đợi khi nào ba tôi mổ xong thì người nhà chúng tôi để ba về phòng hồi sức sau phẫu thuật. Cả buổi chiều hôm đó, đứng trước phòng mổ mà tôi cứ liên tục cầu nguyện cho ca mổ của ba thành công, tai qua nạn khỏi. Tôi đọc từ kinh chú Đại Bi sang tới kinh Bát Nhã, rồi lại chuyển qua hồi hướng công đức. Tôi nguyện có thể giảm đi tuổi thọ của mình để giành giật lại sức khỏe của ba trong lúc này mục đích của tôi cũng chỉ mong nhìn thấy được sự nghiệm màu của Phật Pháp. Vì ba tôi trước đó, bác sĩ đã chẩn đoán bị khối u ác tính. Thế là cả nhà bảo, xong rồi, thôi hết rồi. Nhưng mà tôi mặc lời gia đình nói, cố kìm lại cảm xúc đang bị, sắp bị dở hòa ra khuôn mặt. Cho nên lúc đó là bao nhiêu kinh kệ tôi đều search ở trên phone lấy ra đọc hết. Tôi đọc trong nỗi lo lắng, Tôi đọc trong nước mắt của một thằng đàn ông hai mươi mấy tuổi đầu cảm nhận được sự mất mát lớn của một kiếp người. Là khi nhìn cảnh người thân, đặc biệt là ba mẹ mình, họ từng giờ, từng khắc già đi và rời xa mình mãi mãi. Ba tôi được đưa vào bệnh viện lúc 7 giờ sáng và được các y bác sĩ đưa vào mổ lúc đầu giờ chiều là 13 giờ. Tầm khoảng 16 giờ là tôi bỏ hết công việc đang làm để chạy vào bệnh viện ngồi chờ cùng với mẹ. Hai tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua mà tôi vẫn không thấy ba tôi ra. Trước đó thì tôi đã có xin được số của bác sĩ mà hôm đó đã mổ cho ba tôi. Tôi có nhắc cho bác rằng Anh ơi, cho em hỏi là bệnh, viện, bệnh nhân Trần Văn Ngọc ba của em tình trạng sức khỏe như thế nào rồi? Người nhà em đã chờ suốt 5 tiếng đồng hồ rồi mà không thấy, thấy ai báo gì hết. Không biết có sao không anh ơi. Và tôi cũng nhận được tin nhắn từ bác sĩ rằng ca mổ của ba em là một ca mổ phức tạp. Bệnh nhân máu loãng khi mổ máu chảy ra liên tục nhưng may mắn đã qua khỏi cơn nguy kịch. Do tình trạng sức khỏe ba em yếu nên từ lúc tiền mê đến giờ chưa tỉnh. Nhưng không sao đâu. Hết thuốc là ba em tỉnh lại thôi. Chỉ là ca này hơi chật vật hơn bình thường. Tôi có đưa cho mẹ tôi đọc tin nhắn đó cho mẹ đỡ lo hơn. Một lát sau thì anh ba tôi lại vào cùng với mẹ tôi và trên khuôn mặt không giấu đi được nỗi lo lắng. Anh đi qua đi lại trước phòng mổ, rồi nếp vào một góc. Tôi biết rằng lúc đó anh ba tôi đã khóc giống như tôi vậy. Nhìn từng hành động cử chỉ của anh ba, mẹ tôi mới quay sang nói với tôi là anh ba con chắc nó đang giấu cái tin gì đó động trời mà nó không nói cho mẹ con mình biết mẹ sợ ba mày không qua khỏi quá nhưng mà sự thật thì anh tôi chả giấu gì cả anh khóc chỉ vì câu nói của ba vào buổi sáng ấy thôi sau đó tôi không nhớ nổi là lúc đó tôi đã làm gì hay nói những gì mà anh lại quay sang la tôi một cái thật lớn anh mới nói với tôi một câu mà khi nghe xong là hai con mắt của tôi nó lại đỏ que ương ước lên Mày có biết ba thương, ba lo cho mày lắm không? Hồi sáng này tao đưa tiền ba ăn sáng. Ba ổng không ăn, mà cầm tiền đó ổng mua vé số hết số tiền đó. Ông bảo, ba muốn mua vé số, ba mong được trúng để có tiền làm đám cưới cho thằng Út. Kể từ giờ phút đó tôi không thể kiềm nén được cảm xúc của mình được nữa. Nước mắt cứ thế tự chảy dài xuống tôi lại đứng nép vào một góc tường. Lại đọc những hồi kinh trong vẻ mặt không còn sức sống và cặp mắt rưng rưng. Tôi mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. 19 giờ Cuối cùng thì ba tôi cũng được các y bác sĩ đưa ra khỏi phòng mổ. Tôi, anh ba và mẹ cùng nhau đẩy băng ca của ba theo các anh điều dưỡng đi xuống phòng hồi sức sau phẫu thuật để hồi sức và theo dõi tình trạng. Không biết tình trạng của ba tôi thế nào mà họ lại đưa vào phòng số 2. Bởi vì khi xuống tới đó, mấy người nằm giường kế bên họ bảo, chắc chú này cũng nặng à, mới đưa vào phòng này. Phòng này toàn là ca nặng không à. Người thì cắt bỏ hai phần năm đoạn ruột, người thì vô đây lần thứ ba, đoạn ruột chỉ còn lại hai phần tư đoạn ruột. Và họ không biết sẽ ra đi bất cứ lúc nào, người thì vừa tim mạch phải thở máy mà còn bị khối u đại tràng ba tôi cũng không ngoại lệ cũng bị cắt bỏ một đoạn ruột và phải làm hậu môn giả ở phía bên trái bụng cách rốn một găng tay từ khi ba tôi nhập viện là tôi và mẹ phải ngủ ở lại bệnh viện anh ba chị hai tôi thì đi làm kiếm tiền để đóng tiền viện phí và đem thức ăn quần áo đồ vô cho ba mẹ tôi ngày đầu tiên ngủ tại phòng này ba người chúng tôi cũng khó ngủ dữ lắm. Tôi thì cứ trằn trọc mãi, chắc là do chưa quen. Một phần là do nhiệt độ máy lạnh tự hạ độ xuống thấp hay sau đó, mà căn phòng chúng tôi rất lạnh. Trước khi ngủ tôi đã có nhờ mấy cô điều dưỡng chỉnh xuống 27 độ, rồi còn bảo cô ấy đem remote về đi. Vậy mà tối khuya tự động lên độ. Tầm khoảng không giờ mấy tôi vừa nằm người bấm điện thoại là vừa canh ba thì bỗng thấy đột nhiên phòng nó lạnh hơn rất nhiều người nhà của bệnh nhân trong phòng tôi ai cũng phàn nàn hết tôi xung phong tôi ngồi dậy lật đật chạy ra khỏi phòng và đi tới phòng điều dưỡng tôi gọi cô ấy xong phòng chỉnh lại nhiệt độ thì cô ấy bảo cái gì kỳ vậy ta remote cái máy lạnh phòng này em bị bao nhiêu lần rồi chính tay em chỉnh là 27 độ, giờ nó lại tự nhảy sang thành 16 độ. Remote vẫn còn trên bàn làm việc của em mà đâu có ai đụng vào đâu. Để em qua chỉnh lại. Tôi nghe cô ấy nói xong mà thấy ấn lạnh luôn. Cô ấy còn bảo, em mới vào bệnh viện này làm được có 3 tuần, mà hễ trực tới phòng này là y như rằng là bị bệnh nhân người thăm nuôi phàn nàn về cái vụ nhiệt độ máy lạnh. Nghe xong rồi tôi cũng tự trấn an bản thân thôi, tự nghĩ rằng chắc nó bị hư thôi chứ không có gì. Tôi trở về lại chỗ nằm của mình, nằm bấm điện thoại rồi nghĩ đi ngủ đi lúc nào không hay. 15 giờ, tôi bị đánh thức bởi tiếng rên la thất thanh của mẹ. Phải nói mẹ tôi rất yếu bóng vía, hễ mà chỗ nào mẹ ngủ mà có phần âm thịnh là y như rằng tôi ngủ là bị rên la ú ớ vĩ dị tôi bật ngồi dậy nhìn mẹ thì vẫn thấy là đôi mắt của mẹ nhắm nghiền mà miệng thì vẫn la ú ớ như đang nói chuyện với ai đó như đang tức giận một ai đó thường thường cái ú ớ trong miệng nghe không rõ nhưng đằng này tôi còn nghe mẹ nói cái tiếng nói ra cửa miệng luôn đi đi biến khỏi chỗ tao biến đi má mày khi nghe đến chửi thề là tôi lật đật lai like thật mạnh mẹ tôi dậy vừa lay like, tôi vừa bảo mẹ mẹ dậy đi mẹ ơi tự nhiên khuya đi chửi thề còn la lớn nữa mẹ tôi mở mắt ra mẹ hỏi là bộ mẹ mớ nữa phải không tôi vừa cười tôi gật đầu tôi cười là tại vì bà là cô giáo của tôi lúc tỉnh thì một câu chửi thề còn ngượng miệng nữa dậy mà tối ngủ chửi thề thấy ghê luôn hơn là những người trong phòng cũng đã chìm vào giấc ngủ hết rồi. Chứ không là sáng mai mẹ tôi sẽ quê lắm luôn. Cô giáo mà đi chửi thề. Rồi sáng ngày hôm sau khi tôi mua đồ ăn sáng lên xong, ngồi ăn thì mẹ tôi có kể lại. Mẹ nói tối hôm qua mẹ mơ, thấy đi lạc vô trong cái nhà nào đó, mà nhìn vào cửa sổ thì thấy có một cô gái mặc đồ trắng, tóc sỏ dài mà ngồi quay mặt vô trong, mẹ mới kêu cô gái gái ấy một hồi thì lúc đó cổ mới quay lại mặc cái khuôn mặt tái mét còn nghe cái răng ra nhát mẹ rồi còn đưa tay bắt mẹ như thế này cho nên mẹ mới đuổi nó đi tôi mới kể cho mẹ nghe là tối qua là hôm qua mẹ chửi thề dữ lắm chửi thề ra miệng luôn nghe rõ luôn má mày <laughs> mẹ nghe xong mẹ cười cười mẹ không nói gì hết Thế là ngày lại trôi cho đến khi ba tôi được xuất viện và cho về. Khi về tới nhà thì tôi nghe mẹ, nghe mẹ kể là đêm thứ hai thì ba của bay, ổng nói là bị nó đè lên chân rồi bị tụi nó rung lắc cái giường nằm dữ dội luôn. Còn đêm thứ ba thì nhà mình không sao. Nhưng sáng hôm sau thì nghe mấy người chăm bệnh trong phòng họ nói là bị quậy phá dữ lắm. Người thì nói là mới có 2-3 giờ sáng thì nghe tiếng mấy đứa con nít chạy giỡn ì xèo ở ngoài hành lang mà khi nhìn ra cửa kiến thì không thấy ai. Người thì thấy có người phụ nữ mặc đồ trắng đứng ở ngoài cửa xỏ tóc rồi nhe răng ra cười làm mọi người sợ muốn chết. Có người lại bảo rằng người nhà tôi nằm đây gần tháng rồi mới tuần trước lúc anh chị chưa vô Tôi nằm ở trên tầng lầu trên, có một mình tôi với người nhà. Tối khuya tôi bật dậy nhìn chai nước đạm, sữa hết, nên mới chạy qua phòng điều dưỡng. Mà nhìn trong phòng tự nhiên, tôi thấy sao phòng điều dưỡng gì mà tắt đèn tối thui. Tôi đưa mắt vào cửa kiến đi nhìn thật kỹ thì chẳng thấy ai trong phòng. Tôi lấy làm lạ lắm. Phòng này thì thường có người trực hàng đêm mà sau nay lại không có ai, rồi lại còn tắt đèn nữa chứ. Tôi tính trở về phòng. Khi mà tôi quay mặt qua hướng về phòng, tôi nhìn thấy phía xa xa có cái cô gái mặc đồ điều dưỡng, đang đi rất chậm mà cái lưng thì hướng về tôi. Mà tôi nhớ rất rõ là lúc tôi ra khỏi phòng, cho đến khi lại phòng điều dưỡng, thì đâu có thấy ai đâu. Tôi mới dội chạy theo. Chạy tầm khoảng 5-6 sải tay nữa là tới thì cái cô đó quay người lại Trời đất mẹ thần ơi, không có mặt mũi gì hết. Khuôn mặt thì trống trơn, một màu trắng nhợt nhạt. Tóc thì có cài một cái băng đô trắng. Chân thì đi hỏng giò. Tôi sợ chết điến người luôn, tay chân cứng đơ. Thế là tôi quạch một cái xỉu luôn tại chỗ, không nói được tiếng nào. Rồi tôi được các bác sĩ đem về phòng, hỏi sao. Tôi kể lại y như vậy, ai nghe cũng sợ hết. Nhưng mà có người không tin, họ bảo là tôi xạo. Rồi có người lại bảo là do tôi thức khuya chăm người bệnh rồi đâm ra quan tưởng. Nhưng mà tôi chắc chắn điều mình thấy là sự thật. Rồi trong ngày hôm đó là tôi xin bác sĩ chuyển cho tôi và người nhà tôi xuống tầng dưới, không dám ở tầng đó nữa luôn. Rồi tôi ở phòng này, từ bữa đó đến khi mọi người vô đó. Tôi có nghe bảo vệ ở ngoài cổng bảo là ở tầng đó có cô điều dưỡng nào đó bị đột quỵ trong khi đang làm việc và chết khi đang trực khuya mà không có ai biết. Cho đến khi trời sáng mấy người kia vô mới thấy là cô ấy đã ra đi rồi. Chuyện của con xin được dừng lại tại đây. Hiện thì tình trạng ba con cũng đỡ hơn nhiều rồi ạ. À. Con và vợ con cũng đã làm đám cưới vào ngày 13 tháng 11 tuần trước. Con thay mặt gia đình con chúc chú Thảo luôn tràn đầy năng lượng và lửa nghề luôn cháy mãi. À, câu chuyện thứ 17 Nói về người dưỡng đã mất Trước khi bắt đầu vào câu chuyện tôi xin nói thêm ở đây Ở miền Nam gọi dưỡng tức là chồng của dì ruột Và tùy theo dùng miền Thì dưỡng hai của tôi mất cách đây cũng khá lâu rồi Là một người theo đạo Phật Nhưng mà do gần nhà toàn là theo đạo chúa, giả lại những người đó họ rất tốt với gia đình của dì Hai Dượng Hai, nên trước khi lìa trần thì Dượng Hai tôi mới xin để được vào đạo chúa, được làm con chiên của người. Và ký của Dượng là mong người soi sáng dẫn lối trong những giây phút cuối đời của Dượng. Khi Dượng Hai mất đi, Dượng được gia đình mai táng kỹ càng, đặc biệt là Dượng được mấy người đồng đạo đến làm lễ rất đông. Họ rất nhiệt tình giúp đỡ cho đám tang của những hai tôi được chỉnh chu nhất có thể. Họ chia buồn, cảm thông và đồng cảm với gia đình về nỗi mất mát khá lớn này. Trò cốt của Dượng hiện tại được để ở giáo sứ Phú Bình, quận 11. Chuyện Dượng hai về báo mộng cho dì hai cứu tôi một mạng. Gia đình dòng họ nội ngoại tôi đều biết, do lúc ấy tôi quá nhỏ và rất ham chơi. Nhà tôi lúc ấy kinh doanh mua bán phụ tùng, nổi tiếng lúc bấy giờ, tại quận 11, đường Ông Ích Khiêm. Nhà ngoại thì nằm cặp dách kế bên, mở cái tiệm rửa xe nho nhỏ. Trước nhà ngoại thì có cái giếng để dùng chứa nước tiện cho công việc rửa xe lúc bấy giờ. Tôi được dì hai sau này kể lại là lúc ấy tầm cỡ 12 giờ trưa hay là 13 giờ gì đó. Do tôi ham chơi quá hay sao không biết mà tự té vào cái giếng mà không có ai hay biết gì hết. Trong khi dì hai thì trưa đang nghỉ trưa ở trên lầu. Mà không hiểu sao bà chạy xuống cầu thang vừa chạy vừa la. Cứu! Cứu! Bà con cứu! Thằng cu đen nó té ngoài cái giếng ở ngoài kìa. Cứu nó lên đi! Bà vừa chạy mà bà hét lên như vậy. Ở nhà tôi tên cu đen. <laughs> Là tại vì ông bà xưa có quan niệm đặt tên càng xấu thì giận mới tốt. Tôi không biết tốt xấu mà tự nhiên mới tuổi như vậy mà đã té giếng rồi. Thì sau khi nghe tiếng dì hai la, ba bốn người trong nhà mới chạy ra, thấy lúc đó tôi trong tình trạng à, ngóp ngóp rồi. may thay là cứu được tôi. Xong thì mấy dì mấy cậu mới quay qua hỏi, sao bà ở trên lầu mà bà biết thằng đen ở dưới này nó té mà bà chạy xuống hay quá vậy? Dì hai mới đáp. Tao cũng đâu có biết gì đâu. Tự nhiên đang ngủ. Anh hai mày về bảo là cu đen nó bị té ngoài cái giếng kìa chạy xuống cứu nó đi. Thế là tao bật dậy chạy xuống kêu lên chứ tao có thấy cái gì. Kể từ lúc đó thì cả nhà mới biết được là linh hồn của dưỡng hai vẫn còn lẫn quẩn ở bên gia đình và luôn lo lắng cho gia đình chúng tôi. Dù cho là người đã mất đi lâu rồi. Đây là câu chuyện thứ 18 nói về những quan hồn ở khách sạn Bảo Lộc. Ngày 22 tháng 7 cuối năm 2022, tôi có chuyến đi từ Sài Gòn qua Lệ đến với thành phố Thơ Mộng Bảo Lộc để bưng mâm quả cho thằng em của tôi là con của dì Sáu. Cái chuyến đi này tôi được đi cùng với gia đình của mình. Thú thật đã mười mấy hai chục năm rồi, chẳng có dịp nào đi chơi cùng với gia đình cả. Cũng bởi vì công việc khác hò của tôi, nào là phải chạy deadline đồ án cho các sản phẩm âm nhạc, nào là thời gian tôi dành cho bạn gái đi chơi, đi ăn. Thì đây cũng là dịp mà chúng tôi có thể đi chung với nhau, là dịp để cho cô bạn gái tôi lúc ấy gần gũi với gia đình tôi hơn, và là dịp mà hai chúng tôi có thể tham khảo về cái đám cưới, để chuẩn bị cho đám cưới chúng tôi vào tháng 11 của năm 2022 này. Trên xe đi cùng tôi thì có thêm dì Sáu, cậu mợ ba, anh chị hai tôi, hai đứa cháu và có cả mẹ tôi nữa. Ngồi trên xe, tôi đánh một giấc khá sâu. Bởi giờ tối hôm qua tôi và cô vợ tương lai của tôi ngủ không được. Trong dạ nó cứ nung nao háo hức mong chờ trời mau sáng để khởi hành. cái cảm giác đến với không khí bảo lộc lạnh lẽo này làm tôi phải bật tỉnh dậy. Một cái dãy sương mù đang phủ kín cả thân xe. Ở bên phải là bờ vực sâu thăm thẳm mông hút. Một cảnh đẹp của đại ngàn phố núi đang dần dần hiện ngay trước mắt chúng tôi. Thế là chúng tôi cũng đã đến thành phố Bảo Lộc. Thành phố đầy thơ mộng, lãng mạn trữ tình, không kém gì so với Đà Lạt xe đưa chúng tôi đến ngay một cái khách sạn mà trước đó thằng em tôi đã đặt. Khách sạn 4-5 tầng hay sau đó tôi cũng không nhớ rõ. Núi đuôi theo sau chính là xe bên nội của thằng em tôi. Hết cả thảy là gần 15 người. Chúng tôi đi vào sảnh để nhận phòng. Nhân viên cũng đã sắp xếp cho chúng tôi. Thế là mạnh người nào người đó bắt cặp. Cặp nào ở phòng giường đơn thì ở phòng giường đơn. Người nào phòng giường đôi thì ở phòng giường đôi. Tôi thì tôi chọn phòng giường đơn. Bởi tôi muốn một cái gì đó gọi là riêng tư. Vì có cô vợ tương lai cùng đi với mình mà. Hai đứa tôi được xếp vào phòng trên lầu một. Mẹ, dì Sáu và hai vợ chồng chị hai, hai. Hai vợ chồng chị hai và hai thằng cháu được nhét vào căn phòng giường đôi cũng lồng một luôn. Bởi mẹ tôi cũng khá nhạy cảm ở những nơi xa lạ. Nên, nên mới ra ý kiến là thôi ngủ chung đi cho vui ở đây có một bữa à trưa mai đưa dâu về sài gòn lại rồi nhét thêm người thì thêm tiền xíu thôi cậu mở ba tôi ngủ giường đơn nhưng lại xếp cho căn phòng ở tuốt trên lầu hai cùng với những cô chú anh chị bên nội thằng em tôi chúng tôi sắp xếp hết đồ đạc gia dụng và ổn định mọi thứ xong thì thằng chú rể dẫn đi ăn đồ nướng buffet hải sản tôi như bữa đó tôi còn giỡn với cậu ba là nè Cậu ba ăn hầu, ăn hào nhiều vô đi. Con lấy thêm cho. Tôi nháy nháy như vậy. Cả bàn nghe tôi nói hòa lên cười. Bởi cậu mợ ba tôi nay cũng gần bảy chục rồi mà vợ chồng còn mặn nồng lắm, còn son lắm. Ăn xong chúng tôi trở lại khách sạn, về phòng để ngủ nghỉ, ngày mai đi đón dọc. Tối hôm đó tầm khoảng 12 giờ khuya, Tôi đang nằm lướt story Facebook. Vợ tôi thì do đi đường xa, cô ấy mệt quá đến một giấc đã đời luôn. Cậu ngủ, cổ để một mình tôi lại chịu trận. Chuyện là như thế này. Đang nằm trên giường, thì tôi lại nghe được tiếng vòi nước trong toilet chảy xối xả như là có ai đang tắm hay rửa tay trong đó vậy. Trong đầu tôi nghĩ, cái gì kỳ vậy? Nãy đi ăn về xong là vợ tôi vào lao mình mẩy rồi, tôi vào tắm liền. Tôi là người sau cùng trong toilet mà. Tôi còn nhớ rất kỹ là có tắt hết mọi thứ xong mới leo lên giường. Vậy mà giờ vô toilet lại thấy nước chảy xối xả. Tôi mới vào tắt đi rồi phóng ngay lên giường để mà nằm. Trong đầu tôi lúc này những câu hỏi cứ liên tục được đặt ra. Chuyện gì đây? Phòng này có ổn không? Bạn gái của tôi không biết nãy giờ có vào rách sung không? Ủa mà tôi thức nằm đây nếu đi vào thì tôi phải biết chứ. Suy nghĩ một hồi lâu tôi lại tiếp tục cầm điện thoại lên và coi Youtube. Được một lát, tôi lại nghe tiếng đùng đùng rầm rầm. Nghe cái tiếng như ai đá cái bàn, rớt cái ghế xuống sàn vậy. Nó phát ra từ trên trần nhà vọng xuống. Tôi mới nói, giờ này khuya rồi, ai mà không ngủ làm đùng đùng giờ này? Được một lát sau thì tiếng động đó ngừng lại, Giống như nghe tôi than phiền vậy Rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ Sáng hôm sau chúng tôi được phát phiếu xuống ăn sáng Để xuống dưới sảnh dưới ăn Ăn xong rồi Khởi hành qua nhà đàn gái Làm lễ rồi rước dâu Đang ngồi ăn sáng Thì tôi mới nói với cậu ba Cậu ba Hôm qua ăn hầu rồi Cậu mở ba mần mấy nháy <laughs> Cậu ba bật cười xong cậu đáp Tổ cha đó hôm qua cậu ba cũng thức mà có mần được nháy nào đâu. Đứa nào nó làm đùng đùng đá bàn ghế ở trên lầu ba, đi xa mà thấy mẹ luôn, muốn ngủ không được. Cậu mở ba thức tới sáng luôn. Mấy người ở tầng 1, tầng 2 bảo cũng nghe tiếng đó nữa, mà không phải một lần hai lần đâu, suốt đêm luôn. Mấy cô chú của thằng em tôi nằm gần phòng cậu ba mới bảo, tối hôm qua phòng anh ba có bị ai đó gõ cửa không? em thì đang nằm thiêu thiêu, xíu nó lại gõ cửa. Rồi còn nghe được tiếng con nít nó chạy rầm rầm ở ngoài nữa. Em mới nói sao mà giờ này phòng nào cho con nít nó chạy giỡn ở ngoài y xẹo. Em mới chạy lại cửa phòng tính mở cửa rồi quát cho nó một trận. Thì từ cái giờ giường ngủ em ra tới cửa phòng tầm ba bước cái nhiêu. Lúc đó em vẫn còn nghe tụi nó giỡn trước cửa phòng luôn mà. Vậy mà khi em mở cửa ra thì không thấy một bóng đứa nào luôn. Nó giống như là chưa có chuyện gì xảy ra luôn. Em với chú nó cũng thức tới sáng luôn Mẹ tôi về dì Sáu Mọi người nghe xong Ai nấy lạnh cái xương sống lên bảo Thôi 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 Ăn lẹ rồi vô trả phòng Rồi đi rước dâu xong về Sài Gòn luôn Lúc mà vô, sổng trả, vô trong sảnh trả phòng Chúng tôi còn cố hỏi thêm nhân viên Với một dòng điệu phàn nàn Để mà phản ánh cái chất lượng của khách sạn Chúng tôi hỏi Sao hồi khuya làm gì mà tầng 3 y xèo vậy em Hay gọi là có ai dọn phòng ở trên rồi đâu mà cho con nít nó chạy nhảy trước phòng dậy sao ngủ được em nhân viên lúc này tỏ vẻ ra sự bối rối ấp a à, ấp úng đang hiện dần trên khuôn mặt ngay lúc nghe xong câu hỏi nhân viên mới trả lời vội dạ chắc do mấy người dọn phòng bên em làm ngã đồ đạc hay làm mạnh tay quá nên làm phiền anh chị em thay mặt khách sạn xin lỗi anh chị về sự cố đáng tiếc này ạ à. rồi chuyện vậy đó sau khi đi rước dâu rồi về Sài Gòn. Sau cái đám cưới thì con em dâu nó mới bảo. Ôi trời ơi, con đâu có biết chồng con thuê khách sạn chỗ đó cho nhà mình ở đâu. Khách sạn mà bữa đó nhà mình ở, khi xưa nó là bệnh viện khoa sản. Cũng có nhiều ca phá thai ở đâu đó. Rồi có những trường hợp như là giữ được con nhưng mà không giữ được người mẹ. Hoặc là ngược lại, sau này không biết sao mà nó bị vợ bỏ, nó mới xây cái khách sạn thì tầm 4-5 năm đổ lại đây thôi. Mà mới có năm ngoái đây có một cặp nam nữ đó cũng đi du lịch Bảo Lộc. Vô thuê phòng thì được nhân viên nó xếp lên lầu 3. Không biết cãi cọ với nhau cái gì, rồi người nữ thắt cổ ở trong đó luôn. Sau này thì nhiều người vô thuê người ta thấy họ sợ quá cuốn đồ đi trong đêm luôn. Có cái cô đó mới vô cũng xin làm vệ sinh trong khách sạn, Bữa đó thì cổ được phân công làm tầng 3, tầng 4. Lúc đầu nhiều người bảo rồi mà cổ không có tin. Cô còn nói, mọi người cứ yên tâm. Ma hả? Nó xuất hiện hả? Tôi không có sợ nó đâu. Nó phải sợ ngược lại tôi nè. Tôi cầm cái cây lao sàn, tôi chùi thẳng vô mặt nó luôn. <laughs> Nghe cổ nói vậy, mọi người làm lâu năm, vừa phát cười mà cũng đành chịu thôi. Mấy ngày đầu làm việc thì không có sao hết. Cho đến khi một buổi sáng hôm đó, cô ấy nói cầu đó xong là tối đó cổ bị nhát cho một trận quá trời quá đất. Nhát đến độ qua ngày hôm sau cổ xin nghỉ luôn. Cổ cho biết tối đó cổ dọn dẹp ở trên lầu ba. Thì tự nhiên cổ thấy nó say sẩm chóng mặt quá nên mới đi từ từ đến cầu thang, đi từng bậc, từng bậc đi xuống. Cổ đi xuống vậy đó mà đi hoài, vẫn cứ ở lầu ba lúc đó cổ đã biết mình gặp cái gì rồi cổ dùng hết sức bình xanh la lớn lên một tiếng rồi ngất liệm luôn sau khi nghe được tiếng la thất thanh từ lầu ba vọng xuống thì từ nhân viên quản lý cho đến lao công đều chạy lên thấy cổ nằm ngất ngay trong chính căn phòng mà cô gái kia thắt cổ còn cái cây lao nhà mà hồi nãy dọn phòng thì vẫn còn nằm ở gần cầu thang lên xuống mà cách cái phòng cổ ngất đi tới 6 căn phòng. Mọi người đặt câu hỏi liền, thường thì lao tới đâu thì đi tới đó, còn đằng này tại sao người thì ở một nơi còn cái cây lao phòng thì ở một nơi khác. Còn đây là câu chuyện thứ 19 mà có liên quan đến vấn đề ma lai. Thì câu chuyện này được nghe dì chính kể lại. Cái câu chuyện nó sẽ là ở Hóc Môn, ở quê ngoại. Ở Hóc Môn thời đó còn quan sơ thưa thớt lắm. Có cái anh đó tên là Hưng, được một bà Mai dẫn tới ngôi nhà ở xóm trên để coi mắt. Sau khi được coi mắt xong thì anh Hưng mới bưng trầu cao đến dạm hỏi và rước cô gái ấy về làm vợ nghe nói nhà cô gái đó đó không có cha mẹ gì hết và không có gia quyến thân thích gì hết. Và cô ở một mình trong ngôi nhà đó thì sau khi bà mai gặp gỡ và ngỏ lời với cổ thì đồng ý và hai bên mới gặp nhau. Cưới nhau rồi trong khoảng thời gian đầu hai người bên nhau vui lắm. Họ sống rất là hạnh phúc và bà con hàng xóm kể cả gia đình của anh này ai cũng yêu mến họ. Tại vì cô này giúp hết mọi người chuyện gì cổ giúp được cổ cũng đều giúp hết nhưng mà cô gái này có một cái đặc điểm là gì không bao giờ ngồi ăn cơm chung với gia đình anh hưng hết kể cả khi nhà chỉ có hai vợ chồng rồi cả nhà ăn xong rồi chị mới lén lén gì ăn riêng một mình có hôm anh mới thắc mắc hỏi sao mà em dọn cơm xong rồi em không ngồi xuống ăn cơm với anh với cha mẹ mà Đi làm hoài vậy, thôi nghỉ tay đi, vô đây lùa miếng cơm. Cô vợ nghe nói vậy mới bảo, Dạ chồng với cha mẹ cứ ăn ngon miệng đi, em làm dâu ăn sau cũng được. Anh Hưng đơn giản lắm, không có nghĩ gì nhiều. Anh nghĩ rằng mình đã lấy được một cô, cô vợ đầy đủ đức tính công ngôn dung hạnh. Chỉ có vậy thôi. Rồi sự việc cứ tiếp tục hàng ngày như vậy, bình bình yên yên, hạnh phúc thì bữa đó có người trong xóm không nghe chuyện gì la ôm um sùm lên trời ơi trời ai mà ác nhân sát đức quá nè trời có con dê với mấy con gà thôi tôi tu nuôi tôi đội lớn lên tôi bán bây giờ giết chết rồi không biết thằng nào đứa nào ác dữ vậy nghe la làng la xóm ổng tỏi mấy người trong xóm mới chạy qua coi trong đó có anh hưng nữa thì cái cảnh tượng kinh hoàng đập trước mắt của mọi người cái đám gia súc gia cầm của bà chết sạch hết mà thân thì còn mà ruột gan mất hết. Rồi những ngày sau đó thì không con gà, cũng con chó hay là con heo của người này đến người kia lần lượt bị giết, rồi có khi bị giấu cả cái xác. Người ta mới truyền tay nhau có khi nào là xóm mình có ai nuôi ngải hay có ma xó hoặc ma la gì không? Thì mọi người mới bàn bạc với nhau và hôm đó có bốn người tình nguyện tối đến sẽ đi lùng sục. Lùng sục đây đúng hơn là đi tìm nguyên nhân cũng như cái lý do tại sao lại có những hiện tượng xảy ra như vậy. Và họ đã âm thầm chuẩn bị nào là máu cho mực nè, nước tiểu đồng tử nè, dao nè, liềm gậy. Mà nhìn họ khăn quấn đầu quấn cổ rồi tay chân quần áo giống như những pháp sư vậy. Họ đi hết, những căn nhà còn lại nhà nào có gia súc còn nhiều chưa bị giết thì họ sẽ canh kỹ hơn. Rồi từ canh 1 qua tới canh 2, thời gian cứ thế trôi qua không có chuyện gì xảy ra. Cho mãi đến canh 4 giờ sủ, độ tầm khoảng 2 giờ sáng. Họ thấy một cái gì đó xẹt ngang qua từ cái lùm bụi cây bụi cây phía trước rồi đi thẳng vào nhà của chú Tư. Nhà chú Tư thì khỏi nói nuôi bò nuôi dịch dữ lắm, Bốn người tưởng là trộm, chạy lao một mạch đến nhà chú Tư luôn, đứng trước nhà nhìn vô cái chuồng kế cạnh nhà chú Tư. Họ lại thấy một cảnh tượng đáng sợ. Có một cái đầu bay lơ lửng trên không, tóc thì xỏ dài, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu, miệng thì đang mai nhót nhép, đầy lông gà, lông dịch và máu. Rồi phần dưới của cái đầu kèm theo là nguyên một bộ đồ lòng, tim gan phèo phổi ruột ở trong đó, cứ lòng thầm lỏng thỏng lơ lửng bay qua chỗ này tới chỗ khác. Nó là xà nó cắn xé hút máu, ăn luôn cả ruột của gia súc. Ôi cha ơi, lúc đó bốn người như chết đứng hết rồi. Trong đó có một người, có lẽ cái sự chịu đựng hết nổi rồi, hét lớn lên. Ma, ma, cứ như thế, ba người kia sực tỉnh lại rồi, lúc đó có lẽ nghe tiếng hét lên chiếc đầu ấy bay thật nhanh phía sau lùm cây và hướng về phía nhà của vợ chồng anh hưng thế là bốn người chạy dí theo và nhìn thấy được cái đầu đó bay thẳng vô cửa sổ nhà anh hưng tới đó thôi sợ quá bốn người đi về sáng hôm sau ở trong xóm có một cái quán cấp thường là để cho bà con Trước khi đi mần ruộng hay thì uh, làm gì đó Ghé vô cà phê sáng sớm tan dốc Ăn uống rồi đi Thì anh hưng thức dậy cũng như bao người Ra đầu ngõ vô quán đó ngồi Kêu ly cà phê uống Nhưng có điều hôm nay lạ lắm Hình như có nhiều người Đang len lén nhìn anh rồi Xí xà xí xầm chuyện gì đó không biết Cũng khó chịu chứ Người ta nhìn mình như nói cái gì vậy Anh mới say qua hỏi Hôm nay á, mọi người có chuyện gì vậy bộ em có làm điều gì không phải với anh chị hả thì lúc đó có người mới đứng lên nói mà có vẻ cũng tức giận đúng rồi mày không làm gì nhưng mà con vợ của mày làm con vợ của mày là ma lai đó tối hôm qua bốn thằng nó rình nè nó cho biết nó thấy được vô nhà mày á anh đừng nghe vậy tức quá anh đứng lên đã đáp trả luôn mọi người đừng có nói gì kỳ vậy vợ tôi mà là ma cái gì chị hai xuân chị có nhớ lúc mà chị bệnh ai chở đi lên trạm xá chị có nhớ không anh út nữa lúc mà bác nhà bị trúng gió ai là người cạo gió cho bác nhà chú bảy nè mấy ngày mà dì bảy đi về về bà thì ai là đi chợ dùm nhà chú bảy tất cả toàn là vợ tôi làm hết bây giờ mọi người không biết nghe từ đâu cái tin đồn nhảm đó mà nghi ngờ vợ chồng tôi ma này ma nọ cho tôi hỏi có ma nào mà làm chuyện tốt vậy không nói xong anh đứng lên anh bỏ về một mặt luôn Chị Hai Xuân cũng không vừa gì đâu. Chị dí theo liền. Giờ á mày nghe lời chị đi. Mày thử tối khuya nay mày dậy mày coi thử có phải như bà con họ nói không. Nếu không phải thì thôi có mất mát mẹ gì đâu. Còn như nếu đúng như lời họ kể á. Mày nhớ nghe. Nghe lời chị. Mày lấy tấm chiếu mày cuộn người vợ mày lại rồi đến sáng là xong liền à. Anh vừa đi mà vừa nghe. Nghe rất rõ. Anh không nói gì hết. Đi thẳng về nhà luôn bên ngoài thì cái thái độ binh giật vợ và tỏ ra với mọi người như vậy. Nhưng mà sau khi nghe chị Hải Xuân nói với một thái độ nghiêm túc, anh Hưng cũng có chút nghi vấn về vợ của mình. Trưa hôm đó vào bàn ăn cơm, cô vợ ấy cũng dọn đồ ăn lên cho cha mẹ với chồng xong. Cô lại lui cui vào trong bếp. Nhưng mà lần này, anh Hưng không ăn cơm nữa, mà lại len lén rình đằng sau cô vợ. Anh Nưng thấy được là Cô múc ra một cái chén cơm Nhưng mà múc trong cái chén nhỏ xíu Và cái phần cơm còn ít hơn cả phần Ăn của đứa con nít năm tháng tuổi nữa Rồi cô lấy cái cây móc lỗ tai ra Và múc từng hộp Từng hộp bỏ vô miệng Ngồi ăn cách ngon lành Anh mới thấy kỳ lạ Sao muỗng đũa đâu không ăn Lấy cái đồ móc lỗ tai ra ăn Mà ăn vậy biết giờ nào xong Rồi khi nào mới no Thôi Anh đi ra ngoài anh lùa mớ cơm, ăn cho lẻ, cho no bụng, rồi chạy dội qua nhà chị Hai Xuân mới kể lại, kể hết sự việc vừa mới thấy. Chị Hai Xuân mới nói như vậy là đúng rồi, chắc buổi tối nó đi hút máu động vật ăn no rồi, bằng ngày cơm canh gì nổi, mà theo chị biết tụi nó đâu có biết ăn cơm là gì đâu. Bây giờ tối nay cứ nghe theo lời chị đi, làm như cách mà hồi sáng chị dạy với lại nữa nè, chuẩn bị cho chị một cái chén máu chó mực. Đợi khi trời gần sáng đầu của nó vẫn chưa vô được thân xác, mày hất lên mẹ lên, đầu đầu nó là xong rồi. Nghe theo lời chỉ dạy của chị Hai Xuân, tối đó anh lên giường ngủ như bình thường. Cô vợ sau khi tắm rửa xong cũng lên nằm kế bên cạnh. Nhưng mà lần này anh không có dám ngủ, làm bộ ngủ thôi. Trong khi máu chó mực được anh để ra chén thủ sẵn ở dưới gầm giường rồi anh nằm im đó mà mắt tí hí để quan sát cái động thái của vợ. Cũng mỏi mệt lắm, nhưng mà quyết chí theo đuổi tới cùng. Quả đúng như anh tính. Đến canh tư thì đầu của cô vợ bắt đầu lìa ra khỏi cơ thể. Anh Hưng lúc này như không tin vào mắt mình được nữa. Vừa sợ mà vừa rớt nước mắt. Cái người vợ mà mình ngày đêm chung chăn gối hẹn hò đến răng lông đầu bạc, kề cạnh với mình mỗi ngày, nào ngờ lại là ma lai, chuyên đi hút máu da súc da cầm mà bà con họ nói mấy tháng qua. Giờ thì anh mới hiểu tại sao, cứ mỗi đêm xuống là cổ bảo phải mở cửa sổ cho nó mát, thì ra mở cửa sổ không phải để cho mát mà chỉ để tiện việc cho cổ hoàn thành cái sự khát máu của một con ma nữ thôi khi cái đầu cô ấy bay ra khỏi cửa sổ. Cũng là ngay lúc anh ngồi bật dậy, soi người cô ấy lại 180 độ. Tức là ban đầu phần cổ nằm gần cái gối, bây giờ thì đôi chân sẽ nằm gần cái gối. Sau đó anh dùng chiếu, anh quấn thật chặt cơ thể của người vợ lại, rồi sau đó nằm lim dim chờ cái đầu cổ quay trở về thân xác. Khoảng cũng cả tiếng sau, chiếc đầu mới trở về. Anh Lưng theo dõi thì thấy cái đầu ấy cứ liên tục bay xung quanh nhà và cố xà xuống ghép lại vào thân mãi nhưng vẫn không được. Bay cả gần tiếng đồng hồ, anh thấy cái đầu ấy bắt đầu yếu dần. Có thể do kiệt sức và một phần do ánh sáng mặt trời đang bắt đầu len lỏi vào khung cửa sổ. Anh đã bắt kịp thời cô, cơ ngồi bật dậy, thò tay xuống giường, lấy chén máu mực của con chó mực, thảy ngay lên đầu của cô vợ, rồi một tiếng la thất thanh vang lên, tiếng la lớn đến độ cả xóm đều nghe. Rồi chiếc đầu đó bị tan biến mất trong khăn không gian của căn nhà. Sau đó anh lui cui mở tấm chiếu ra thì anh thấy cơ thể của cô vợ bị thối rửa héo, còn bộ xác khô nhìn như chết đi từ đời nào rồi. Thời gian sau đó thì nghe người ta kể lại, tinh thần của anh Hưng cũng không còn được tỉnh táo như trước nữa, đi đâu cũng nói lảm nhảm như thằng khùng. Và chuyện cứ thế được lan truyền khắp xóm, khắp thế hệ. Nếu mà tính đến thời điểm này chắc anh Hưng cũng được 73 tuổi rồi. Những người từng chứng kiến sự việc hiện tại vẫn còn sống và còn nhớ mãi. Và nó chính là một chuỗi sự kiện khó quên trong đời mà có thể nói là nó đã gắn liền với bà con ở Hóc Môn nơi đây, đây qua từng thế hệ con cháu của mình. Đây là câu chuyện thứ 20. Câu chuyện tâm linh xảy ra thời 9 tuổi. Cái thời tôi còn là một cậu bé 9 tuổi. Được gia đình tôi tổ chức một chuyến đi về tới Lai Dung ở Đồng Tháp. Sáng sống khởi hành. Và khi về tới đó thì cũng đã trưa trờ, trưa trật rồi. Khi tới nơi thì phải nói bà con ở dưới đó mừng lắm. Thời đó mà. Một người mà ở Sài Gòn mà về tới giống như là nổi tiếng, famous, một idol hay dịch kiều về vậy. Trưa hôm đó chúng tôi được bà con Nơi đi dẫn đi ra đồng, ra sông bắt cá vui lắm. Chúng tôi được trải nghiệm hòa mình với thiên nhiên, được chèo xuồng ba lá xuôi theo dòng sông con nước để tìm mật ong rừng, và để được ăn tại chỗ. Cái câu nói cửa miệng là, ăn vậy mới sướng chứ. Rồi được đi bắt chuột đồng bắt rắn, rồi đi hai năm. Và buổi tối hôm đó, chúng tôi được ăn một nồi cháo nấm thiệt là ngon thiệt là no cho đến sáng sớm ngày thứ hai chúng tôi được bà con dẫn ra sau nhà ở phía sau có cái ao cũng rộng lắm để cho nuôi cá tôi thấy người lớn đi hết tôi cũng đi theo ra sau coi thử lâu lâu mới có dịp mà khi tôi tới gần cái ao thì dường như không hiểu sao có một cái lực gì đó như vô hình mà đẩy vào lưng tôi một cái thiệt mạnh khiến tôi phải té ào xuống xuống cái ao mà nó văng ra xa tới giữa ao luôn. Lúc đó thì người lớn đang lo nói chuyện trong nhà, đâu có để ý nhưng nghe tiếng ầm ở dưới ao một cái thiệt lớn họ mới chạy ra coi thấy tôi đang ở giữa cái ao đó luôn. Thì có một anh đó mới nhảy xuống và kéo tôi lên trên cái bờ đê rồi dẫn tôi vô tắm. mấy người kia hỏi sao mà tôi té thì lúc đó tôi vẫn không trả lời được giống như kiểu ba hồn chính dĩa mất hết rồi tối hôm đó thì tôi có kể lại với một anh cái chuyện xảy ra như vậy thì tôi nói là lúc đó em có la lên quá trời luôn mà giống như có ai bịt miệng em lại vậy em không thể la được rồi thì em không biết gì hết cho đến khi mẹ em xối ca nước lên đầu tắm cho em nghe xong anh đó cũng đưa tay chà nổi gai ốc hết sang ngày thứ ba thì mấy anh trong xóm có dẫn tôi đi bắt mấy con nhện dăng tơ ở trên mấy cái cây vòng vòng xung quanh sân để chơi. phải nói bắt nhện là thú vui tiêu khiển của đám trẻ ở dưới đó. một con nhện trưởng thành có thể to lớn lắm luôn. con nít mà ở sài gòn không thể nào thấy được những con nhện mà to được như vậy. tôi hầm vui lắm đi cùng mấy anh. chúng tôi bắt hết con này tới con khác, bắt rồi đó chúng tôi mới chơi, kéo sợi tơ nhện, cái sợi tơ này nằm dưới phần bụng của con nhện mình nắm cái đầu dây kéo. Ui cha ơi, nó chứa nhiều lắm luôn. Một người thì cầm đầu con nhện, còn người thì kia thì kéo. Kéo xa độ tầm khoảng chừng 7-8 thước mới hết được tơ ở trong bụng của nó. Phải nói rằng những cái cục vui như vậy, nó làm tôi tăng thêm cái sự hiếu kỳ và rất thích thú về cái mảnh đất thôn quê này. Một hồi sau cũng tầm cỡ trưa rồi. Mấy anh đã nói là thôi, để cho tôi đi chơi, để mình vô nhà dọn cơm ra ăn. Khi mà mấy anh đi rồi, tôi lại tiếp tục loay hoay tìm trên những nhánh cây để bắt tiếp những con nhện to. Tôi bắt được một con rồi hai con nữa. Thì lúc đó tôi quay sang cái nhánh cây gần mé bờ sông. Mà cái nhánh cây này mỗi buổi chiều đám con đít hay trèo lên rồi nhảy ùm xuống tắm. Tôi thấy có một cục màu đen thui đang nằm trên cái nhánh cây. Nó to như là cái bánh xe chứ không có nhỏ lúc đó tôi còn nhỏ mà tôi nhìn lên tôi có biết tôi tưởng chắc con nhện này nó bự quá tôi mới chạy vào trong nhà tôi lôi hết mấy anh ra rồi nói là em mới thấy con nhện mẹ nó bự lắm mấy anh ra đây coi nè đến khi chúng tôi chạy ra thì không thấy cái gì hết mà cái khoảng thời gian tôi chạy vô lôi mấy anh ra đâu có đầy một phút đâu bởi vì nhà người dân ở đây nhà nào cũng đều sát bờ sông hết ngay cả ngồi trong nhà nhìn đây ra là đã thấy bờ sông trước mặt rồi. Vậy mà khi chạy ra không thấy cái cục đen đó nữa. Thì sau đó tôi nghiệm lại về cái cục đen mà mình đã gặp. Thì tôi suy nghĩ hoài hình như nó giống một cái chùm tóc bự hơn là giống con nhện. Hay có thể đó là ma da mà người ta nói cũng không chừng. Thì trong cái khoảng thời gian tôi ở đó gần nhà bà con mà chúng tôi ở đó có một cái bác một bác đó chúng tôi gọi là bác ba lôi bác có kể đôi chút cho chúng tôi nghe một cái câu chuyện của một anh từ sài gòn trở về quê ở đây thăm gia đình thì tối hôm đó trong xóm có tiệc anh cũng được mời đến dự thì buổi chiều hôm đó anh mới bảo tia má anh là đi trước đi để anh tắm rửa xong khóa cửa nhà rồi qua sau khi mà anh khóa cửa nhà xong tầm khoảng 7 giờ tối anh mới lật đật chạy dội qua đó thì trên con đường từ nhà anh ta qua đó là phải đi ngang một cái dãy hàng trúc hai bên đường mà dãy trúc này thì nằm ngay nhà của ông sáu cũng là bà con của anh. Khi anh vừa đi tới thì anh thấy có một người đàn ông mặc áo bà ba trắng đứng trước nhà mà đang nhìn về phía anh nở nụ cười nữa. Thì dưới quê đâu có đèn đường đâu, chỉ có ánh trăng để soi đường thôi. Nhà nào mà uh, muốn đi đâu phải cầm đèn pin mò đường đi. Thành ra. Cái chuyện không có đèn đuốc, có những ông đi nhậu về khuya lọt xong là chuyện bình thường lắm. Khi ảnh đi, ảnh thấy cái người đó mặc áo trắng như vậy mà nhìn ảnh, mà cười, thì ảnh mới nhìn lại thật kỹ đúng là ông Sáu. Bây giờ ảnh cũng chẳng biết nói gì, thấy ông Sáu cười thì ảnh cũng chào hỏi với lễ phép, cho, cho lễ phép rồi ảnh cũng dội đi thôi, sợ khi đến trễ tiệc rồi sau đó thì ảnh đến bữa tiệc ăn uống cũng no sai đến khi ăn nhậu ngà ngà sỉnh sỉnh ảnh mới buộc miệng hỏi cậu mợ ảnh là sau nay cậu mợ không mời ông sáu qua chơi để ông ở nhà tội quá vậy nghe xong cậu mợ ảnh mới giật mình rồi đáp mày nói cái gì dễ chuột ông sáu lỏng chết được gần 4 tháng nay rồi do lỏng đi nhậu về khuya rồi trúng gió cái ông đi luôn ngày mai là đúng trăm ngày của ông đó <laughs> anh nghe nói không có tin tưởng là mọi người đã dọa ma cho anh sợ anh mới nói thôi đi lúc nãy đang trên đường qua đây có đi ngang qua nhà ổng á con còn thấy ổng đứng trước nhà mặc bộ bà ba trắng đứng dẫy tay cười với con mà có điều là khi con nói chuyện với ổng ổng không có trả lời với nãy con vội quá sợ trễ tiệc nên chạy qua lẹ chứ không con cũng đứng nói chuyện với ổng hồi nghe xong thì mặt ai cũng tái mét hết trong đó có một người nói Mày nói thiệt không vậy Tèo Ở đây không có ai gạt mày đâu Ông chết rồi Mai là cúng trăm ngày cho đó Không tin thì lát mày trên đường về ghé tạc ngang nhà ổng hỏi bà Sáu vợ ổng coi. Nghe xong anh cũng vẫn không tin. Bởi từ trước giờ chưa bao giờ anh tin vào chuyện ma quỷ hay tâm linh hay bói toán gì hết. Anh mới nói thôi, cũng tối rồi bây giờ tôi về liền. Tôi sao hỏi cho ra lẽ, mấy người giỡn gì kỳ quá, giỡn mà đem chuyện chết chấp ta đã giỡn không vui. Thì mọi người cũng cố khuyên can ảnh đừng về, kêu ảnh ngủ lại sáng mai về. Nhưng mà anh ta vẫn nhất quyết là phải hỏi cho ra lẽ. Thấy cản anh không được. Rồi dưới sẵn là anh cũng có tí hơi men thôi. Cứ để anh đi. Bà con không có ai cản nữa. Khi anh đạp xe chạy về túi bụi trúc nhà ông Sáu. Thì anh vẫn còn thấy ông Sáu đứng trước nhà nhìn anh cười. Anh mới chạy lại gần về phía ông Sáu. Nhưng càng lại gần thì cái hình ảnh của ông Sáu lại hiện rõ hơn trong bóng tối. Cho đến khi khoảng cách chỉ còn lại vài sai tay thì ảnh bỗng chợt phát giác một điều là ông Sáu đứng không có trên mặt đất mà đôi chân của ông Sáu hỏng lên khỏi mặt đất cả tất như thế này. Tức là ông đang bay lờ lẫn ở trước sân. Ui cha anh sợ quá, anh la lên một tiếng rồi dắt chân lên cổ ba chân bốn cẳng chạy. Chạy sao mà lọt vô đám trúc trước nhà ông Sáu rồi ngất xỉu luôn. Cho đến khi trời sáng bà con người ta đi chợ mới thấy anh nằm lăn lóc giữa đường. Mới lai like người anh dậy rồi hỏi han Anh mới kể chuyện cho mọi người nghe. Bà Sáu nghe xôn xao ở trước nhà. Và thấy người ta bu đông quá cũng nhào vô hỏi không biết có chuyện gì. Và sau khi nghe mọi người kể lại bà hết hồn hết vía lật đật chạy vô nhà thấp nhang giái lại sám hồn luôn đây là câu chuyện thứ 21. có cái tựa là thần thức cuối cùng trước khi mất năm 2014-2015, mười thì cậu út tôi có ở chung với một người Họ có một khoảng thời gian dài bên nhau danh nghĩa như là một cặp vợ chồng vậy. Quê của cô này ở dưới Củ Chi, nhà thì có bốn người. Người mẹ, người con của chồng trước, người em trai bị chất độc màu da cam do tàn cuộc của chiến tranh Mỹ Việt, phải sống cuộc sống thực vật trên chiếc giường ngoài. Và người cuối cùng mà tôi sắp nói ở đây chính là người ba của cô ấy. Bữa đó trên Sài Gòn cổ được mẹ cổ gọi lên bảo là ba cổ. Ông đang bị mê man nói sản. Xong cổ có kể và tâm sự với gia đình tôi về tình hình của ba cổ hiện tại. Không khả quan mấy. Một phần là do bệnh, một phần là cũng già yếu rồi. Cổ mới thu xếp về trước. Tầm được vài ngày sau thì nhà tôi có gọi về củ chi cho cô đó. Cô bảo là tình hình cũng đã ổn lại rồi, tỉnh táo hơn rồi có điều là bỏ ăn thôi gia đình tôi mới thu xếp từ sài gòn xuống củ chi trong buổi sáng hôm đó về tới nơi là chúng tôi liền vào thăm ông lúc đó tự nhiên ông nhìn tôi thấy chúng tôi xuống ông liền tỉnh lên hẳn mẹ với dì sáu tôi có ngồi xuống giường ông nằm hỏi thăm ông ông nhìn chúng tôi rồi cười ông mới nói ồ oh, sao hôm nay ghé nhà tôi nhiều người đẹp quá vậy đông quá vậy người nào cũng tỏ hào quang hết, đông quá, nhiều người đẹp, mà còn mặc áo trắng nữa kìa. Ông nói tới đâu thì chúng tôi nổi da gà tới đó. Bởi vì gia đình của tôi lên đây, đâu có ai mặc áo trắng đâu. Giả lại, đi cũng có vài người thôi. Tôi thì lúc đó ra ngoài chơi với thằng em con dì Sáu. Tụi tôi leo trèo hai cốc ổi trước nhà, nhà có giường mà, rồi vậy ai đâu mà ông nói nhiều quá trời. Đến khoảng chiều tối thì nhà tôi lại trở về Sài Gòn. Tầm khoảng 4 ngày sau thì ông mất. Cô ấy có điện lên kể với mẹ tôi là ba em mấy ngày qua vẫn không chịu ăn gì hết. Có nhấp nhấp được vài muỗng nước thôi, chắc do kiệt sức rồi mất luôn. Mới hai ngày trước ba em đâm nằm trên giường. Em thì đang ở dưới bếp em nghe được tiếng ba em đang nói chuyện cái gì đó với ai em có lén nhìn về phía giường ba thì không thấy ai hết mà em nghe ba em nói cái gì mà nay tới chơi nhà tôi nữa hả thôi mấy người đi trước đi tôi đi sau em nghe mà sợn cả gai ốc cả lên sợ quá trời luôn em mới chạy vô ngồi xuống giường lai like người ba em rồi bảo ba ơi ba ba nói gì vậy ba con nhìn nè đâu có ai đâu mà ba nói chuyện Ba nói chuyện với ai vậy ba? Ba em không nói gì hết. Em cũng quay trở lại bếp nấu ăn tiếp. Cho tới sáng này em đi chợ về xong. Nghe ba em cả hứa, cả hứa vài tiếng rồi mất luôn á chị. Câu chuyện này khiến tôi lại nhớ thêm về một câu chuyện khác nữa. Đó chính là ông ngoại tôi trước khi ông mất cũng vậy. Có một hôm ông bảo với dì chính tôi là mày đuổi tụi nó ra khỏi giường ba đi nó chen vô nằm với ba nè ba nằm chặt quá mà thật sự thì vì chính tôi nhìn có thấy ai đâu tôi nghĩ mỗi chúng ta trước khi đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời theo giáo lý nhà phật thì những người trước khi lâm chung sẽ dễ bị các quan gia trái chủ bao đời tới để quấy phá họ luôn chờ đợi đúng ngày đúng giờ để lôi kéo đi theo cho nên các sư các thầy có khuyên là thường phát kinh kệ để gần lỗ tai của họ để họ nghe được và đi theo chân Phật. Chứ nếu không sẽ bị quan gia trái chủ dẫn đi để đọa địa ngục ác quỷ hay tệ hơn là đọa Atula. Mình mở kinh để người khuất mài khuất mặt xung quanh người sắp mất. Có thể nghe được thì sẽ giảm bớt được đi ác nghiệp mà bao đời đã tích tụ đến đời này kiếp này. Bởi kinh kệ có thể xóa tan được nghiệp chướng, hận thù, ganh ghét, dù cho là ở vô lượng giảng kiếp. Quý vị vừa nghe qua tất cả 20 câu chuyện của Trần Ngọc Minh Phúc đã gửi về cho Việt Thảo và Việt Thảo đọc lại cho các bạn cùng nghe. Mong rằng các bạn sẽ giới thiệu những câu chuyện trong kho tàng truyện ma dân gian của Việt Thảo đến với tất cả mọi người để cho mọi người biết đến và cùng nghe như chúng ta. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị cũng như các bạn qua những kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kế tiếp. Thank you and I love you. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cho nên mình phải đi bác sĩ để khám định kỳ hay tổng quát để coi có bệnh gì không để mà mình biết là mình trị còn hơn đợi bệnh phát tác rồi mới chữa cũng như người ta nói rằng phòng cháy hơn chữa cháy nên coi chừng củi lửa đề phòng quả hoạn chứ đừng đợi quả hoạn rồi mới chữa lúc đó nhà nó cháy tan quang rồi thì bây giờ thêm cái câu là phòng dột hơn chữa dột mình phải đề phòng nước nó vô nhà làm hư đồ đạc hay ảnh hưởng đến đời sống của mình còn hơn đợi dột rồi mới đi lột máy thì nó đã quá trễ thì bây giờ muốn vậy thì phải làm sao Dạ muốn vậy thì uh, quý vị có thể gọi cho con uh, công ty A Plus Grouping số điện thoại là 832-738-9630 Để con có thể inspect cái mái nhà của uh, mọi người Cái mái nhà không chỉ là cái mái nhà mà nó còn bảo vệ cái tổ ấm của mọi người nữa Đúng rồi yeah. Mái chùa che chở hồn dân tộc nhưng mà mái nhà che chở mái ấm gia đình nha Dịch Thảo hân hạnh giới thiệu công ty A Plus Roofing của Bảo sẽ chăm lo cái mái nhà của chúng ta. Nè, nói nghe nè. Oh yeah. Thảo giá Việt Cuisine là cái bến để Việt Thảo gặp gỡ tất cả mọi người. Xin kính chào quý vị, Alisa Chow là chủ nhân của Chow Insurance Agency đã có hơn 30 năm kinh nghiệm để phục vụ cho quý vị về vấn đề Obamacare, Medicare, IRA, 401k, Life Insurance, Bảo hiểm nhân thọ, dân nhân, dân dân. dân. Quý vị xin gọi cho Alisa Châu để giải quyết hoặc giải đáp được những câu hỏi hoặc thắc mắc của quý vị. Alisa sẽ tận tâm lo giải quyết cho quý vị những vấn đề thắc mắc của quý vị. Việt Thảo hoàn toàn tin tưởng vào Alisa của Châu Insurance. Cái tin tưởng này thể hiện ở chỗ là Việt Thảo là client, là thân chủ của Châu Insurance trong suốt bao nhiêu năm qua. Việt Thảo cũng mong quý vị giống như Việt Thảo để có được cái quyền lợi trên cái vấn đề sức khỏe cũng như vấn đề tài chính. Việc Thảo xin được cân hạnh giới thiệu Alicia của Châu Insurance ở Georgia, Atlanta. Việc Thảo xin được cân hạnh giới thiệu cùng quý vị và các bạn hai luật sư Ethan Phạm và Jenny Nguyễn chuyên về bồi thường tai nạn xe cộ cũng như về luật di trú của Hoa Kỳ. Khi quý vị bị tai nạn xe, hãy liên lạc với tôi. Tôi là luật sư Ethan Phạm, chuyên về luật tai nạn xe và sẽ trực tiếp giải quyết cho quý vị. Nếu quý vị muốn hồ sơ di trú của quý vị được thành công hoặc nếu hồ sơ di trú của quý vị đang gặp những trở ngại, bị chậm trễ, chưa được giải quyết hoặc là bị từ chối, quý vị hãy gọi ngay cho tôi. Tôi là luật sư Jenny Nguyễn của tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm, sẽ luôn luôn giúp quý vị. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào lời nói cũng như việc làm của luật sư Jenny Nguyễn cũng như luật sư Y Tịnh Phạm. Việc thảo sự được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị.